Hiện có gần 98% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Thông tin từ hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số thực hiện đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra hôm qua. Tham dự hội nghị trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2023, toàn thành phố có 379 trên 393 cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng căn cước công dân tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của bệnh nhân. Thống kê sơ bộ có 4,3 triệu người đã sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay chúng tôi có 7 triệu 163.000 người đã đồng bộ được với cơ sở dữ liệu của Dân cư quốc gia Công an. Như vậy thì đạt được 92%. Những tháng cuối năm đối với cái dữ liệu Dân cư quốc gia thì chúng tôi còn 8% phải đồng bộ cơ sở dữ liệu nữa. Thì chúng tôi xác định đây là 8% cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi phải thực hiện nó hoàn chỉnh, đạt 100% để đến cuối năm. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ giải đáp các vướng mắc về ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số cho người dân. Hiện có 4.349.239 tài khoản đã đăng ký và sử dụng ứng dụng. Về kết quả thực hiện nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận 15.594 hồ sơ. Xử lý 15.248 hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi toàn thành phố, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án 06 trên CP trong việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đề án 06 trên CP theo yêu cầu đề ra, chủ động ban hành nhiều kế hoạch, công văn để cụ thể hóa, phân công, giao trách nhiệm cho từng đơn vị triển khai thực hiện.